Bà Nguyễn Thị Chiến có hỏi, bị viêm gan B uống cây cà gai leo thì có phải kết hợp với cây thuốc nào nữa hay không? Và có phải kiêng chất tanh hay không? Giá bao nhiêu tiền một thang ạ? Chào bạn, bệnh viêm gan B là một căn bệnh có tỷ lệ người mắc cao hàng đầu nước ta hiện nay. Vì vậy, nắm được nguyên tắc trong việc ăn uống, nguyên tắc trong việc điều trị bệnh viêm gan B có ý nghĩa hết sức quan trọng. Theo các chuyên gia tại bệnh viện Vinmec, khi bị mắc viêm gan B thì cần bổ sung dinh dưỡng như là thịt, cá, trứng, sữa cho người bệnh là hết sức cần thiết, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh viêm gan B mãn tính. Người bệnh viêm gan B cần chú ý là kiêng bia rượu, chất kích thích, không ăn quá mặn, hạn chế ăn các chất béo. Theo kinh nghiệm dân gian thì cà gai leo không kiêng kỵ với chất tanh. Do vậy thì có thể khẳng định rằng nếu đang uống cà gai leo để điều trị bệnh viêm gan B thì bạn không cần phải kiêng chất tanh. Nên uống cà gai leo kết hợp với cây xạ đen, cây mật nhân với liều lượng là cà gai leo 30g, cây xạ đen 30g và mật nhân 10g, sắc nước uống hàng ngày bạn nhé. Để biết thêm chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn nhiệt tình và giao hàng tận nơi ạ.